Mỹ không kích vị trí của phiến quân Saba tại Somalia. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stockholm chuyển giao một số pháo từ hành Archer cho Kiev. Mỹ không kích vị trí của phiến quân Saba tại Somalia. Các cường quốc phương Tây cho biết rất quan ngại trước quyết định của Serbia về việc nâng cao mức độ sẵn sàng của các lực lượng vũ trang ở biên giới với Kosovo. Người Serbia ở Kosovo đã xuống đường để ngăn cản các thị trưởng mới đắc cử vào cơ quan. Các nhà lãnh đạo và an ninh của Serbia do Tổng thống Aleksandar Vučić dẫn đầu đã gặp nhau tại Belgrade trong ngày 27 tháng 5 sau các cuộc đụng độ bạo lực một ngày trước đó giữa cảnh sát Kosovo và người dân tộc Serb khiến nhiều người bị thương. Do vậy, Liên minh châu Âu sẽ phải trả lại tiền cho Nga, nhưng có một điều kiện, đó là khi các biện pháp trừng phạt liên quan được dỡ bỏ hoàn toàn. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stockholm chuyển giao một số pháo từ hành Archer cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 25 tháng 5 đã hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Paul Johnson, thảo luận về gói viện trợ quân sự quốc gia Bắc Âu chuyển giao cho Kiev trong thời gian tới.